thừa con ha. Thì hiện tại miếng vườn lớn này đã cho phát cỏ xong rồi, chuẩn bị bón hữu cơ ha. Đó, thì dàn cơi nó cũng đã đi, cơi đợt chiến này đi rất là yếu ha. Đó, lá rồi nói chung nó cũng đã mở rồi, bây giờ chuẩn bị tấp tiếp hữu cơ, tranh thủ còn một cơ đợt cuối này nữa là tháng 7 làm trái ha bà con. Đó, tháng 7 là miếng vườn này chuẩn bị làm trái. Đó, mùa đầu tiên thì cái hàng DB mà DB sữa đặc hỏm thì tới giờ nó vẫn còn cái xác ha, nó rất là lâu tan, thì có đâu có sao thì mình chia sẻ với bà con vậy ha. Đó, thì để đi một vòng quay dàn cây trước xong rồi sẽ quay lên coi phân hữu cơ chuyến này chọn phân hữu cơ gì để chia sẻ tới bà con ha. Đó, cắt học đồ nhưng mà nó sạc xuống hết ha bà con. Đó, dài dài đây thì dàn lá rồi nói chung nó tương đối, nó mở lá hết rồi. Đó, đang chuẩn bị vô hữu cơ tiếp, nối tiếp thêm cơi nữa. Cây này nó mở lá lụa đẹp ghê luôn không bà con. Ống ánh hết ha. Đó, này mà gặp mà nắng mà nó chiếu chiếu nữa thì hứ gì chịu nổi không con. Đó, dàn nhánh rồi nó cũng đã đủ lực rồi, chuẩn bị làm trái rồi. Đó, mấy vườn này nữa làm trái làm cập nhật xuyên suốt cho bà con mình xem. Đó, rồi về quản lý sâu gầy thì nói chung là miếng vườn này tới 350 cây thì nói chung quản lý sâu gầy thì cũng tương đối là ok. Nó cũng đạt đâu đó khoảng 80% ha. Mấy lá này nó đã mở lụa hết rồi nè bà con. Đó, nhưng mà nó chưa có chuyển sang xanh đậm được ha. Bây giờ bởi vậy giờ vô hữu cơ. Nói chung là miếng vườn này của ông anh em. Đó, ông sẽ đi bài khác em. Nhưng mà mình đi theo và mình học hỏi để chia sẻ thêm những kinh nghiệm gì để giúp cho bà con mình có một cái nhìn quan sát và hiểu biết thêm. Đó, hữu cơ đang chất đâu dài dài bển theo con. Hiện tại là đang tải hữu cơ ra y chang như clip đầu em quay cho bà con mình xem đó. Nó mấy dàn cây này mở lá lụa con nhìn thấy đẹp ghê không. Ống ánh luôn. Cơi này xong rồi làm thêm một cơi hoàn chỉnh nữa. Cơi tới tờ mở lá cỡ khoảng hai cặp lá đầu tiên là bắt đầu gãy lân rồi chuẩn bị tạo mầm ha. Chừng nào tạo mầm thì em sẽ cố gắng cập nhật trực tiếp liên tục cho bà con mình xem miếng vườn này nữa làm trái đạt như thế nào hả bà con. Đó, bây giờ trước mắt để em ra em quay cái bao phân cho bà con mình xem. Thì dàn cây này nói chung em cũng quay nhiều rồi, bà con cũng đã biết được nó như thế nào ha. Đó, đang hiện tại đang tải phân ra hả bà con. Như phân chiến này là chọn phân của Na Uy ha. Na Uy hàm lượng thành phần chắc hữu cơ này kia rồi, để em lại quay chia sẻ cho bà con mình xem ha. Đó, cỏ rồi phát hết rồi mới vô phân nha bà con. Đây chính là bao phân hữu cơ Na Uy Durakin ha. Nó chiên gãy cho sầu riêng thì thành phần organic matter 75% ha bà con. Phosphatidium là 2%, nitơ này kia rồi nói chung là 3%. Mấy này thì nói chung thì em chưa có tìm hiểu tới, hình như là N là đạm nè, rồi K2 là kali nè, rồi này kia rồi nói chung thì chủ yếu là chất hữu cơ nó là 72%, để coi nó có tem phụ không ha. Đó, thì này là của công ty phân bón Na Uy, nó em cũng có giới thiệu cho con rất là nhiều ha. Đây, nói chung thì công dụng rồi bà con có thể hình dung được ha. Này kia rồi nói chung là mình gãy hữu cơ để làm gì? Để giúp cải tạo bề mặt đất, tơi xốp cho phân hóa học mình hấp thu vào tầng rễ ha. Đó, và tạo độ ẩm cho đất. Nói chung là hữu cơ bà con cứ nghĩ nó y chang như là thuộc dạng là cơm y chang con người mình là cơm để ăn. Còn mà ba cái mà hóa học đồ thuộc dạng là các dinh dưỡng khác như là thịt, đạm, cá, thịt cá, tôm rồi đó, mình ăn vô để mình bổ sung thêm để cho cơ thể mình phát triển toàn diện ha. Đó, nói chung cái cây sầu riêng mình cứ hiểu nó y chang như một con người mình thì mình chăm sóc lúc nào nó cũng tốt ha. Đó, hiện tại là đang tải phân ra ha bà con. Chưa có ông nào gãi cho hả? Chưa. Tải hết mới gãi. Rồi để em đi lên trên chảnh em quay cái hạt phân cho bà con mình xem ha. Hồi nãy con bao chảnh em khui mà em chạy xuống tới đây rồi. Đó, cho con coi dàn nhánh này nè. Dàn nhánh này sẽ cắt chèo một lần nữa và chèo tới này sẽ để ha. Chèo tới này mới để là để chuẩn bị chèo tới này lên hút rồi mới cắt ha. Nói chung chèo này sẽ cắt một lần nữa nha bà con. Đó, dàn nhánh này quá trời lực rồi ha.
gốc gác đồ, nói chung hân đồ đỏ ao chân rồi. Nói chung thì đừng có so sánh nữa ha bà con. Dàn cây này là đủ lực để làm trái rồi, chứ không có vụ mà hiếu lực ha. Đó, thì cây hiện tại là tháng 6 này sắp được 40 tháng. Ủa 7 3 3 4 5. Đó cho con coi này, dàn ghế cắt học xong rồi mà nó đâm ra như giá luôn rồi con. Quá trời đã luôn. Để em lại em khui cái bao phân này ra cho bà con coi cái viên phân trong cái ha. Đó thì em đã khui được cái bao phân này ra rồi. Và để quay chia sẻ cái hạt phân ở trong cho bà con mình xem ha. Đó hạt phân nó thì y chang như vậy. Đó cũng có mấy viên cũng bóng bóng ha. Đó cho bà con coi nè. Nói chung thì bươi lên cái trồng lộn lại ha. Đó thì cái mấy viên này nó chung bóng cũng ok. Đó rất là bóng luôn ha con. Thì phân Na Uy này hiện tại là đang phân phối giá bán lẻ. Hiện tại tại cửa hàng của ông Anh là đang bán là 280.000 ha bà con. 280.000 một bao. Bao này là 25 kg. Đó để báo giá cho con khỏi thắc mắc về vấn đề bình luận giá bao nhiêu ha. Đó thì thấy mấy viên này nói chung là quá ok rồi con. Nhưng mà đợt trước em có làm một lần làm clip về bao này, em gãi miếng vườn của em, thì nói chung em đánh giá cái sản phẩm này là nó rất là lâu tan ha con. Phân hữu cơ này tầm khoảng nó rất là lâu tan, khoảng trên một tuần nó mới tan được ha. Nó là cái độ bung nở nó hấm nước xong rồi nó rất là lâu tan, là không biết là do nó nén chặt cái viên phân hay là sao, hay là do nó chứa nhiều cái nội tạng động vật ém chặt hay sao mà nó kiểu như nó rất là lâu tan ha con. Lâu tan hơn so với cái phân mà bị đào hẩm em mới gãi hoặc là phân Hà Lan ha. Đó hiện vậy thì mình cứ việc bón nó, mình gãi ngoài rìa tán lá vậy nào con. Đó rồi mình tưới nước thì nó sẽ tan, rồi cũng gãi bung lên tới trên cổ rễ đó được hết ha. Nhưng mà chủ yếu ngoài rìa tán lá, ngoài cái tầng mà dày dạn ngoài đây thì quá ở trời ok ha. Tại vì do là mấy ông chú ông anh này đang tải phân ra, chứ không em quay cho bà con đang gãi phân trực tiếp luôn ha. Đó nhưng mà nói chung là phân đem ra tới vườn này rồi là sẽ gãi thôi, chứ không có vụ mà chát mà kiểu như 1 2 3 4 sẵn đây hết trơn rồi mà đem vô ha. Đó nói chung thì em đi vườn tới đâu thì em quay thực tế cho bà con xem y chang vậy ha, chứ không có vụ mà đem ra mà giới thiệu review mà sản phẩm này sản phẩm kia. Đó chủ yếu là thực tế hết. Về đánh giá về cái mà cái mùi thì em nói chung thì em mới bóc thử trên tay em, thì nói chung thì hửi một cái thì nói chung thì nó rất là hôi ha. Nói chung hữu cơ mà dạng hữu cơ mà nhập hoặc là hữu cơ của nước biển Na Uy này kia đâu, không có vụ mà hữu cơ mà nó không có húi nha bà con. Nó rất là tanh hôi nó thì mới gọi là chất hữu cơ. Còn mà bao hữu cơ nào bà con mua về thuộc dạng hữu cơ vi sinh về là nó đã xử lý hết rồi, thì nghe cái mùi thì nói chung là nó sẽ không có được hôi. Nó thì không biết gãi chất lượng hay sao, thì không biết có bà con nào có nên đánh giá gì phân mà hữu cơ vi sinh không ha. Chứ em cũng có gãi một lần mấy lần hữu cơ vi sinh mà dạng viên, nó y chang như dạng lăn vậy đó, nó không có mùi gì trơn ha bà con, mà gãi vô cây nó không có tốt ha. Nó hữu cơ là phải đi hàng hữu cơ của nước Bỉ nè, Na Uy nè, hạn chế đi hữu cơ Nhật ha. Bỉ, Na Uy, Úc, Hà Lan, Hàn Quốc giờ nó ra hữu cơ cũng rất là ngon ha bà con. Hữu cơ nó cũng như là tổng đạm hữu cơ tầm khoảng 60-70% mua em gì đó. Nhưng mà cái chất hữu cơ thì của Hàn Quốc em có đi miếng vườn hởm, nhưng mà em không quay phim lại cho con coi, là cái như là của Hàn Quốc nó cái mùi nó cũng rất là hôi ha. Nó lá mảng hồng mình làm gì nó ok ha. Nó dài dài đây nè. Nói chung là miếng vườn này bây giờ là đang cho tấp phân tấp thuốc liên tục đang tranh thủ chuẩn bị làm trái mà bà con. Nó cho nên đi miếng vườn này rất là đã ha. Bà con nào ở gần khu vực xã Hàng Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì có thể liên hệ với em đến xem miếng vườn này chơi để học hỏi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giao lưu qua lại ha. Đó, về phần quản lý sâu gầy thì nói chung là cũng phải có một số lá bị ảnh hưởng gầy, chứ không phải lá nào cũng đẹp ha. Mấy lá đẹp thì nói chung thì nó cũng đã đẹp, còn mà mấy lá gầy thì nói chung thì nó cũng đã bị gầy sâu rồi, cũng đã bị sâu trên miếng vườn trên một cây. Thì đảm bảo cho bà con là phải có lá này lá kia, nếu bà con muốn lá mà đẹp như trong tranh thì không có cái con đường mà trên một cây mình mà phải mà đẹp hết được ha. Cái cây bự là bắt buộc là phải có lá này lá kia, còn mà cây nhỏ thì bà con có thể chăm được, nhưng mà cây bự là đảm bảo với bà con là không thể nào mà chăm được cái dàn lá mà mấy ngàn lá mà điều hết mấy ngàn lá ha, phải có lá này lá kia thôi. Nó phải có lá trái đít nhẹ này kia. Đối với một số bà con mà đang trồng sầu riêng, mà mới trồng sầu riêng khoảng 6-7 tháng đầu á, thấy tình trạng mà kiểu như bị một hai lá cái sợ này kia ra mua thuốc xịt thuốc bệnh này kia về xịt tấp nập vô ha, thì thành ra cái cây mình nó đi đọt không có nổi luôn ha, tại vì nó ảnh hưởng thuốc bệnh nó rất là nóng ha bà con. Đó thì hiện tại là đang mấy chú này đang tải phân ra ha. Đó
Để chờ một lát chừng nào gãi em quay thêm cho bà con mình coi cái nữa ha bà con. Hiện tại đang chuẩn bị gãi ha bà con, để quay cho bà con mình xem ha. Đó, nãy cũng quay cái chấp phận trong xong hết rồi, thì giờ chủ yếu là quay coi cách thức gãi thôi ha. Đó thì quy định là một cây này tầm khoảng 3 ký mấy ha, một bao này thì 25 ký chia cho khoảng 8 cây. Đó, đang chuẩn bị hồi sớm là tải phân ra, giờ đang chuẩn bị cho gãi ha. Canh được không? Có cần lường gì không? Như như đó là cho 4 cây đó không? Rồi ok, vô gãi luôn. Đó, cách thức gãi thì cũng đơn giản hả con, nhưng mà tại vì muốn quay lại để lưu lại để cho bà con mình xem. Đó, mấy mô này là lấy vuông hết rồi ha. À, xong rồi tầm khoảng chiều là mình sẽ tưới để cho nó nở phân. À, gãi vuông dứt hết, bên đó cũng đang chuẩn bị gãi luôn ha. Thì một gốc vậy là tầm khoảng 3 ký nha bà con. Đó, thì nửa hao đó thì gãi cho tầm khoảng 4 cây, gãi bung ghe ghe đại tiếng lá đi chứ đâu gì đâu. Đó, trên đây chủ yếu gãi lòng hút không, dưới đây này giờ ghế lại ra ngoài đây hết trơn. À, vàng lá này đang mở lụa, còn nhìn thấy nắng chiếu ông ánh hết ha. Quay đại diện cho bà con coi một số cây ha, rồi em sẽ kết thúc video đó. Từ sớm giờ thì nói chung thì cũng chia sẻ cho bà con cũng nhiều ha, có gì chừng nào mà có mà gãy phân xịt thuốc gì nữa thì em sẽ tiếp tục cập nhật chia sẻ cho bà con mình. À, thêm đó, phân ta gãi mà ghìa tán lá không nha bà con, cho nên phân cây bự bự cây nhỏ gì bà con đừng có dục vô trong gốc ha. Đó, đám ngoài đây đám mua xe kinh ha, mua xe kinh này cũng 7-8 tháng rồi. Bên bển thì đang chuẩn bị tiến hành chuẩn bị gãi vôi xử lý rồi chạy ống nước xong rồi chuẩn bị cũng trồng nữa ha bà con. Chuẩn bị trồng sầu riêng nữa, chuẩn bị 2 năm nữa là sẽ sầu chung không chứ không còn sầu riêng nữa ha. Ai cũng trồng sầu riêng hết rồi. Đó, để đi theo chân ông anh gãi chia sẻ cho con mình xem. À, tải phân xong rồi gãi rất là mau ha. Bung đều hết, gãi hữu cơ là chủ yếu là tạo độ tơi xốp cho đất ha, cung cấp một nguồn dinh dưỡng lâu dài cho cây sầu riêng. Còn phân hóa học là gãi vô để kích thích sinh trưởng và một thời gian nhất định nó sẽ xuống phân ha. Còn hữu cơ thì mình gãi xuống thì nó sẽ giữ được cái chân cho vàng lá mình nó xanh lâu hơn. Đó, thì cũng dài dài lẳng cũng đang gãi ha. Lẳng quay phim cái nữa thì cũng xin kết thúc video ha bà con. Video chia sẻ đó thì nói chung thì chừng nào em có cái gì hay hơn thì em sẽ quay chia sẻ cho bà con ha. Đó, bên bển cũng cho tiến hành gãi ha. Miếng vườn này 350 cây cho gãi 4 người ha bà con. Gãi đại từ mấy đạo ốp để ra ngoài đó đại ra ngoài đại. Gãi đại bung đều là ok à. 4 cây. À 4 cây. Dây cục à. Đó, ông anh đó thì ông đã gãi xong ha bà con. Xong 4 cây rồi, chờ nữa ha. Một hao vậy, nửa bao một hao cho 4 cây. Cây này gió rồi đó, nó hỏi nghiêng rồi, nghiêng nằm bên luôn. Dây nó cục hay gì, gãi hở phần không, gãi bung ngoài về tán lá từ chỗ cái miếng ốp trở ra ngoài luôn. Đừng cho vô gốc, gấp vừa vừa dầm húi húi cổ ghế luôn đó. Nhưng mấy cái cổ ghế này là nó cơi lên trên rồi đỡ bị tình trạng lỡ cổ ghế hả con, coi y chang như đế nơm của cây mai luôn ha, quá tuyệt vời. Này mà mình được cây mai mà bự cơi đế vậy bán biết nhiêu tiền đó, trời đã ha, cơi đế lên nha, hoành chà bá nữa luôn. Hoành này khoảng hoành này bèo cũng phải 8 tấc hoành không nè, chắc cả đó ha.
trên cái chín rồi. Vậy đâu vô đo thử coi Phan. Đo hạo thử coi. Tại tại tại. Bự hơn cái bụng luôn. À, mấy tài? 4 tài 8 tấc. 8 tấc mấy? Cả 8 tấc quạt. À, chọi đại đi. Gãi làm gì? Lấy hai tay người ta lùa 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 vậy nè. Cho nó mau, gãi về nhức tay luôn. Thì video gãi phân nay xin kết thúc nha bà con. Đó thì từ đầu giờ em cũng đã làm chia sẻ bà con từng hạt phân và từng thành phần như thế nào và giá tiền rồi. Thì giờ là gãi xong rồi thì tưới đợi cho nó độ bung nở nữa là ok nha bà con. Thì giờ nào mà có làm cái gì thì thay đổi hay bón phân hóa học gì thì em sẽ đi theo quay phim để chia sẻ cập nhật cho bà con thêm nhiều hiểu biết hơn. Thì em cũng xin kết thúc video, cũng chúc bà con một ngày mới làm việc hơn nhiều sức khỏe ha. Và ra thăm vườn chăm sóc cây tốt hơn.